Bao FC thua, Quang Hải vẫn được chấm điểm cao hơn sao Việt Kiều Pháp. Quang Hải vào sân từ phút 73 và anh được chấm 6,5 điểm. Cựu tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội có 8 pha chạm bóng, một lần chuyền bóng thành công trong tổng số 3 đường chuyền. Tuyển thủ Việt Nam còn có một đường chuyền tạo cơ hội ngon ăn cho đồng đội ở cuối trận, đó là tình huống Quang Hải đá phạt góc đưa bóng đến chân của Henry Saivet, nhưng tiền đạo này đã không tận dụng thành công để san bằng tỷ số. Trong khi đó, Jason Benden Quang Vinh chơi đủ cả trận cho đội que Willy Juon. Anh đóng góp một đường kiến tạo để đội nhà ghi bàn quyết định vào lưới Pau FC, ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, cầu thủ Việt Kiều Pháp chỉ được SofaScore chấm 6,5 điểm. Nguyên nhân có lẽ là do anh có nhiều lần mất bóng, 15 lần. Bên cạnh đó, trong trận đấu này, Jason có 54 lần chạm bóng, 29 đường chuyền chính xác trong tổng số 40 đường chuyền, 5 pha phất bóng dài, một lần thành công. Với trận thua ngược trước que Willy Juon, Bao FC rơi xuống vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng khi mới có 2 điểm sau 5 trận. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!